Thưa quý vị, một người đàn ông đã tử vong sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại cầu vượt Trạm 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 21 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 21 tháng 3, một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang biển số 76H1-00969 lưu thông trên quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa ôm cua để lên cầu vượt Trạm 2 thì người này tông trúng một cục bê tông nằm trên đường nên cả người và xe ngã xuống đường. Lúc này do tình huống bất ngờ nên tài xế xe tải chạy cùng chiều phía sau tới không kịp xử lý đã cán qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.